Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho những bạn mới tập chơi lan hồ điệp thôi nha. Chứ những bạn mà chơi rành rồi thì mình không dám chia sẻ. Mình xin giới thiệu lại một lần nữa, mình không phải là nhà vườn mà mình chỉ là một trong những người chơi lan như các bạn thôi. Mình nói chung là mình rất mê lan, mình chơi lan cũng đã lâu rồi cho nên là mình biết được cái gì mình sẽ chia sẻ cái đó. Hai chậu hồ điệp này là mình mới trồng được 4 ngày, 3 ngày này các bạn, mình có làm video trồng đó. Và mình đã tưới giải độc B12 rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người kích rễ. Tại vì là hôm nay công thức của mình chia sẻ kích rễ là hôm nay nó có thể làm cứng bộ lá đó mọi người. Vì mấy cái lá này nó mềm quá, đóng hàng gửi xa cho nên nói mình nó rũ nhiều quá. Đây này, những cái này là đóng hàng nó bị hư này, tại vì hôm đấy mình đã chia sẻ rồi đấy, nó mới bị vầy chứ không là nếu mà chúng ta tưới luôn nó sẽ bị thối luôn rồi đó. Trước khi tưới phân thì tưới phân kích rễ thì mọi người nên xả sơ qua nước nha, để cho nước ráo. Mình đã tưới phân được 20 phút rồi đó, nước ráo rồi. Bây giờ mình bắt đầu, mình đã tưới nước sơ qua được 20 phút rồi, bây giờ nước ráo rồi, mình bắt đầu tưới phân rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người công thức pha phân của mình nha. Rồi, hôm nay mình sẽ dùng 30-10-10 mọi người. 30-10-10 là đó, nhãn hiệu nào cũng được nha các bạn. 30-10-10 là đạm cao đó các mọi người. Và Atonic này mình cho vô cái lọ Hồng Nguyễn này này cho dễ xài này. Và B1 nữa nha mọi người. Hôm nay mình sẽ kết hợp. Đó, B1 thì mình dùng cho 1 lít nước nhé. Công thức là dùng cho 1 lít nước nhé. Trước tiên các bạn phải cho 30, mình dùng 1 gram 30-10-10 này các bạn ơi. 1 gram cái muỗng sữa chua này bằng là 1 gram á. Mình vừa làm đổ một ít phân ra ngoài. Rồi xong rồi các bạn đánh cho tan ra. Đánh cho tan ra xong bắt đầu là các bạn mới cho vào đó. 1 lít nước thì chỉ có 4 giọt Atonic thôi nha các bạn. Rồi. Và 5 giọt B1 nha các bạn. Rồi. Rồi bây giờ mình quậy hỗn hợp lại với nhau, quậy cho thật. Nói chung là quậy cho thật đều đi. Các bạn ơi, hôm nay bên cạnh nhà mình đang xây nhà hơi ồn tí, mọi người thông cảm nhé, mình sẽ làm video nhanh gọn thôi. Rồi mình đổ vào trong 1 lít nước. Đấy các bạn thấy cái bình nó có 1 lít nước thôi đó. Đây này. Bây giờ mình sẽ lắc đều lên nhé. Rồi sau khi lắc đều rồi thì mình sẽ bắt đầu tưới. Mình tưới đẫm bộ lá, tưới đẫm hết toàn bộ mặt trước, mặt sau, phần trên, phần dưới lá. Và tưới đẫm gốc nha các bạn. Tưới cho thật đẫm nha các bạn. Tưới phân là tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát nhé các bạn nhé. Mình một tay mình cầm điện thoại, một tay mình làm cho nó hơi khó, mọi người xem video thông cảm nhé. Đó, rồi mình chỉ tưới đẫm một lần vậy thôi nha các bạn nhé. Rồi sáng mai nếu mà tưới buổi chiều thì sáng mai chúng ta sẽ xả lại. Còn nếu tưới buổi sáng là các bạn nên xả trước 10 giờ nha các bạn nhé. Sau 3 tiếng, nói chung là xả trước 10 giờ các bạn nên tưới vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Nếu buổi chiều á thì sáng mai mới xả lại, còn tưới buổi sáng á là mình sẽ xả lại trước 10 giờ. Rồi đó là công thức thứ nhất. Bây giờ vì mới trồng trên 3 ngày chúng ta sẽ tưới một lần. Bây giờ 3 ngày sau là chúng ta sẽ tưới nước bình thường thôi nha các bạn, ngày 2 lần để giữ ẩm cho cây. Còn bây giờ là 3 ngày sau là chúng ta sẽ pha vạch. Các bạn có thể, các bạn chụp lại màn hình cho các bạn đi mua nha. Đây, OG, Hum và Cecil. Cái này mỗi lọ này có 25 ngàn thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai á, cái rễ thứ hai là mình cũng có thể Hùng Nguyễn này. Hùng Nguyễn thì vì mới trồng nên là 15 giọt 1 lít nước thôi. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì 20 giọt, nhưng mình sẽ xài 15 giọt vì là cây mới trồng nó còn yếu á. Bây giờ công thức thứ nhất á, nói chung là bình thường á là chúng ta 5 đến 7 ngày chúng ta mới tưới phân một lần.
luân phiên nhau. Ví dụ bạn ngày hôm nay mình tưới OG Hum thì 5 ngày sau mình mới tưới B1, giống công thức mình mới chia sẻ đấy, 10 30 10 đó. 5 ngày sau mình lại mới tưới Hùng Nguyễn, hoặc các bạn có thể tưới nói chung là các bạn tưới bất cứ loại phân bón nào cũng được, nhưng nên pha chung với một NPK này, các bạn nên pha chung với kích rễ nhé các bạn nhé. Mình phối kết hợp với nhau mình tưới một lần luôn. Ví dụ như NPK này thì các bạn có thể pha chung với lại B1 này, pha chung với Atonic này, pha chung với lại Super Thai nữa các bạn. 1g 1 lít nước thôi nha các bạn. Rồi. Các bạn tưới như vậy là cứ giờ 3 ngày kế tiếp là mình chỉ tưới nước ngày 2 lần thôi nha các bạn. Còn là 3 ngày kế tiếp mình chỉ tưới nước, xong đến ngày thứ tư mình bắt đầu tưới phân, vì là cây mới trồng. Mình cứ lặp đi lặp lại theo quy trình như vậy khoảng 15 ngày. Xong rồi chúng ta mới đưa vào chế độ chăm sóc bình thường, một tuần chúng ta mới tưới phân một lần, còn bình thường chỉ tưới nước. Và khi bộ rễ ra thì chúng ta sẽ bỏ thêm phân tan chậm ở đây này, giống y cái chậu này bên này của mình này. Đó, chậu này mình chơi hoa Tết, mình trồng để chơi hoa Tết đó, mình trồng bữa Tết luôn đó mọi người, mà các bạn nhìn này. Khi mình cắt ngọn hoa mình chừa lại và bây giờ nó đang ra nụ này mọi người. Đó. Đây nè. Cái lá tí xíu này thôi nhưng mà ở trong lại đã bắt đầu lên lá non rồi, rất là khỏe luôn á. Theo chế độ chăm sóc của mình thì mình có thể trồng vô cái chậu này được nha. Còn những bạn mới chơi thì nếu các bạn không rành thì các bạn không thể trồng được đâu, các bạn thấy rễ nó ra. Vì là mình đã quen với chế độ chăm sóc rồi á, cho nên là mình trồng được. Chứ sợ mình sợ các bạn chưa rành rồi là nó sẽ bị hư cây nhá. Các bạn chỉ có thể trồng vào chậu gỗ như thế này thôi, hoặc là các bạn trồng vào chậu nhựa, chậu gì cũng được, chậu gốm, chậu gì cũng được, nhưng đừng trồng vào chậu này, vì chậu này là nếu mà không quen quy trình chăm sóc là nó sẽ rất bị thối nha, thối rễ nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nhé. Nếu mọi người mà thấy video hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.